Vợ chồng hoàng tử William không hài lòng với khoản thừa kế khổng lồ của hoàng tử Harry. Vợ chồng hoàng tử William đều tỏ ra không thoải mái khi biết về khoản thừa kế 8,5 triệu đô la Mỹ mà hoàng tử Harry chuẩn bị được nhận. Theo nguồn tin từ New York Post, hoàng tử Harry chuẩn bị nhận được 8,5 triệu đô la Mỹ tiền thừa kế từ cố nữ hoàng Anh Elizabeth. Nguyên nhân là do trước khi qua đời, nữ hoàng Elizabeth II đã gửi 90 triệu đô la Mỹ vào một quỹ tín thác cho gia đình trong đó ghi rõ Harry được nhận phần của mình khi bước sang tuổi 40. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết vợ chồng hoàng tử William và công nương kết mít đồ tình đều không cảm thấy em trai xứng đáng với khoản tiền này. William cảm thấy ghê tởm khi một lần nữa Harry lại nhận về hàng triệu đô la Mỹ mà không cần phải làm gì cả. Nguồn tin tiết lộ, nếu anh ấy được quyết định, Harry sẽ không nhận được khoản tiền thưởng này. Anh ấy đều cho mọi người biết rằng đây là một tình huống khá tồi tệ. Vị vua tương lai tỏ ra không thoải mái bởi em trai đã đối xử vô cùng tệ hại với các thành viên hoàng gia anh khác thế nhưng vẫn được đền đáp. Không chỉ vậy, công nương kết cũng không tin tưởng vợ chồng Harry và Meghan. Cô cũng đồng tình rằng công tước xứ Sussex không nên được hưởng thừa kế từ người bà quá cố. 8,5 triệu đô la Mỹ sắp tới sẽ là khoản bổ sung cho giá trị tài sản dòng 60 triệu đô la Mỹ của vợ chồng Harry, Meghan. Tài sản của họ phần lớn được tạo ra nhờ một số dự án nổi bật tại Mỹ kể từ năm 2020 sau khi chính thức tuyên bố từ bỏ danh hiệu hoàng gia. Mối quan hệ giữa hoàng tử Harry và anh trai rất khó hàn gắn. Theo một chuyên gia về hoàng gia, hoàng tử William tỏ ra buồn bã trước chuyến đi xuyên đại Tây Dương của em trai, hoàng tử Harry, để gặp vua cha. Chuyến đi chớp nhoáng của hoàng tử Harry, công tước xứ Sussex, tới London vào tuần trước kéo dài 24 giờ, trong đó chưa đầy một giờ Harry dành cho người cha đang mắc bệnh ung thư của mình. Tác giả Ingrid Seward cho rằng, hoàng tử William, 41 tuổi, đã coi chuyến đi của Harry là một cơ hội PR và hoàn toàn không quan tâm đến việc hòa giải. Seward nói với Thesun, William rất buồn khi Harry một lần nữa chọn chuyến thăm này để gặp cha mình như một cơ hội PR bản thân. William hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với Harry cho đến khi em trai cư xử như một quý ông và xin lỗi vì những lần thô lỗ. Dèm pha mà anh ấy đã nhắm vào William và vợ, công nương xứ Wales. Seward nhận định thêm người thừa kế ngai vàng chắc hẳn rất tức giận khi Harry sử dụng chuyến đi của mình như một cơ hội để thông báo rằng anh ấy đã đến và mong được gặp William. Harry không gặp anh trai trong thời gian ngắn ở Anh, cũng như chị dâu kết Middleton vừa trải qua ca phẫu thuật vùng bụng. Harry được cho là đã ở một khách sạn sang trọng tại London trong chuyến đi một đêm của mình thay vì ở cùng gia đình tại một trong nhiều dinh thự hoàng gia giải rác trên khắp đất nước. Theo cựu quản gia của vua Sackley, Grant Harry quyết định ở khách sạn để cho hoàng gia thấy rằng anh có khả năng tự nuôi sống mình về mặt tài chính. Các nguồn tin nói với The Times rằng hoàng tử Harry sẵn sàng hỗ trợ cha mình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bằng cách quay trở lại vai trò hoàng gia tạm thời. Harry và vua Sarkly, 75 tuổi, đã chia sẻ những cuộc trao đổi nồng nhiệt sau khi nhà vua tiết lộ tin tức về sức khỏe của mình vào đầu tháng này. Hoàng tử Harry, đứng thứ năm nối ngôi sau anh trai hoàng tử William và ba người con, hoàng tử George, công chúa sắc lốt và hoàng tử Louis cũng được cho là đã nói với bạn bè rằng anh sẵn sàng tiếp tục vai trò hoàng gia mặc dù đã rút lui. Cũng theo The Times, trích dẫn một nguồn tin hoàng gia, nhiều người tin rằng vua Sarkly cũng muốn Harry quay trở lại các nhiệm vụ hoàng gia vì điều đó sẽ có lợi cho tổ chức. Người trong cuộc cho biết, trên thực tế, việc cả gia đình cùng nhau hỗ trợ nhà vua khi ông bị ốm là điều hoàn toàn hợp lý. Khi được hỏi lần đầu tiên nhận thông tin chẩn đoán ung thư của cha mình, anh phản ứng như thế nào? Hoàng tử Harry trả lời, tôi đã nói chuyện với ông ấy. Tôi phóng lên máy bay và đến gặp ông ấy ngay khi có thể. Hãy nhìn xem, tôi yêu gia đình mình. Thực tế là tôi luôn như vậy. Trong khi đó, Hoàng tử William được cho là quyết tâm ngăn cản nỗ lực trở lại hoàng gia của Hoàng tử Harry. Tờ Miro đưa tin William xác nhận anh sẽ can thiệp nếu cần sau khi vua Charles được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vì luôn tin rằng Harry và Meghan Markle không thể tin cậy được. Một nguồn tin thân cận với William nói với Miro rằng sẽ không có khả năng anh cho phép em trai quay lại. Hoàng tử Harry rời Vương quốc Anh sau khi thăm vua Charles nhưng không gặp anh trai. Một nguồn tin hoàng gia cho biết không có kế hoạch nào để hoàng tử Harry và hoàng tử William gặp nhau trong chuyến đi ngắn ngày về thăm vua cha bị bệnh. Hoàng tử Harry rời London sau chuyến đi nhanh để gặp cha mình, vua Charles, ngay sau khi cung điện Buckingham thông báo rằng nhà vua được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Công tước xứ Sussex 39 tuổi, ra sân bay Heathrow, London vào ngày 7 tháng 2 sau khi dành khoảng 24 giờ ở Anh, The Sun đưa tin. Hoàng tử Harry đến Anh vào ngày 6 tháng 2 sau chuyến bay từ Los Angeles hôm 5 tháng 2. Harry tới Clarence House, nơi vua Sackley và hoàng hậu Camilla sống ở London. Hai cha con có cuộc gặp riêng ngắn ngủi lần đầu tiên kể từ lễ đăng quang vào tháng 5 năm 2023. Trong khi công tước xứ Sussex dành thời gian với cha mình trước khi nhà vua quay trở lại Sandringham. Một nguồn tin hoàng gia cho biết không có kế hoạch nào để hoàng tử Harry và anh trai hoàng tử William gặp nhau. Không rõ hoàng tử Harry đã qua đêm ở đâu trong chuyến đi một mình này. Một phát ngôn viên cho biết, Harry và vợ Meghan Markle đã được yêu cầu rời khỏi ngôi nhà Frogmore Cottage của họ ở Windsor vào tháng 3 năm 2023 sau khi rút lui khỏi vai trò hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến Mỹ sinh sống. Cặp đôi định cư tại bang California quê hương của Meghan gần cùng với con trai, hoàng tử Archie, 4 tuổi, và sau đó chào đón con gái là công chúa Lilibet vào năm 2021. Hoàng tử Harry cũng có chuyến đi ngắn về quê hương khi anh bay từ California đến London vào tháng 5 năm 2023 để dự lễ đăng quang của cha mình. Chỉ vài giờ sau lễ đăng quang tại tu viện Westminster, công tước xứ Sussex đã tới sân bay để trở về nhà, dự sinh nhật lần thứ tư của hoàng tử Archie. Hai ngày trước, Cung điện Buckingham thông báo nhà vua đang được điều trị một dạng ung thư. Chẩn đoán được công bố ngay sau khi vua Charles trải qua một thủ thuật điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính vào ngày 26 tháng 1. Tuy nhiên, ông không bị ung thư tuyến tiền liệt. Với tư cách là người thừa kế ngai vàng, hoàng tử William có thể thay mặt cha mình đảm nhận một số nhiệm vụ trong những tuần tới, theo People. Tuy nhiên, hiện tại chưa có kế hoạch bổ nhiệm cố vấn nhà nước thay mặt vua Charles. Cố vấn nhà nước là thành viên của gia đình hoàng gia có thể thực hiện các nghĩa vụ theo hiến pháp cho quốc vương nếu họ ở nước ngoài hoặc không khỏe. Một nguồn tin thân cận với gia đình hoàng gia cho biết, William sẽ cố gắng nhưng nhà vua vẫn muốn tiếp tục nhiệm vụ của mình tốt nhất có thể. Được biết, hoàng tử William không gặp cha mình kể từ khi tin tức về bệnh tình được công bố, nhưng họ vẫn liên lạc thường xuyên. Hoàng tử xứ Wales, 41 tuổi, bận bịu kể từ khi vợ là Kate Middleton xuất viện sau ca phẫu thuật vùng bụng và cung điện Buckingham công bố tin tức về sức khỏe của nhà vua. William đã chăm sóc ba đứa con, hoàng tử George, công chúa Charlotte và hoàng tử Louis trong khi vợ đang hồi phục sức khỏe. Vua Charles bắt đầu điều trị ngoại trú ở London vào ngày 5 tháng 2, nơi ông gặp hoàng tử Harry, sau đó quay trở lại Sandringham. Hoàng tử Harry về anh thăm vua Charles khi nghe tin ông mắc ung thư. Vua Charles, 75 tuổi, thông báo cho hai con trai là hoàng tử William và hoàng tử Harry về căn bệnh ung thư của ông. Hoàng tử Harry về vương quốc Anh khi vua Charles bắt đầu điều trị sau khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Công tước xứ Sussex, 39 tuổi, cũng sẽ tới thăm cha mình, theo People. Nhà vua cũng thông báo bệnh tình đến ba người em, công chúa Anne, hoàng tử Andrew và hoàng tử Edward. Hoàng tử Harry sống ở California, Mỹ, cùng vợ Meghan Markle và con trai Archie, 4 tuổi, con gái Lilibet, 2 tuổi. Họ chuyển đến sống tại bang quê hương của nữ công tước xứ Sussex vào năm 2020 sau khi rút lui khỏi tư cách là thành viên hoàng gia. Hoàng tử Harry đã trở lại Vương quốc Anh nhiều lần kể từ năm 2020, tham dự lễ đăng quang của vua Charles vào tháng 5 năm 2023 và xuất hiện tại lễ trao giải Welsh vào tháng 9 năm 2023. Tuần trước, Hoàng tử Harry và Meghan Markle thông báo sẽ đến Canada từ ngày 14 tháng 2 đến 16.2 để tham dự lễ kỷ niệm tròn một năm của Invictus Games Vancouver Whistler 2025, sự kiện thể thao dành cho quân nhân, cựu chiến binh bị thương tật. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, cặp đôi dự kiến sẽ tham gia cùng các thành viên chạy huấn luyện mùa đông của các quốc gia tham gia, tạo cơ hội cho các thành viên của cộng đồng Invictus quốc tế, bao gồm quản lý đội, huấn luyện viên và vận động viên trải nghiệm các môn thể thao mùa đông. Hoàng tử Harry Cựu đại úy quân đội Anh đã thành lập giải đấu thể thao quốc tế Invictus Games từ năm 2014. Chẩn đoán ung thư của vua Sakli được đưa ra ngay sau khi ông trải qua một cuộc phẫu thuật để điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, nhà vua không mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cung điện Buckingham xác nhận, trong quá trình khám bệnh phì đại tuyến tiền liệt lành tính gần đây của vua Sakli, một vấn đề đáng lo ngại khác đã được ghi nhận. Các xét nghiệm chẩn đoán sau đó xác định được một dạng ung thư khác. Nhà vua đã bắt đầu lịch trình điều trị thường xuyên. Trong thời gian đó, ông được bác sĩ khuyên nên hoãn các nhiệm vụ xuất hiện trước công chúng. Thời gian này, nhà vua vẫn tiếp tục thực hiện các công việc của nhà nước, các thủ tục giấy tờ chính thức như thường lệ. Nhà vua biết ơn đội ngũ y tế đã can thiệp nhanh chóng đồng thời chia sẻ chẩn đoán bệnh tình của mình để ngăn chặn sự suy đoán.